mình nói không ạ? Alo alo, ê xin chào anh em nhá. À ha, là xong chiến đất thôi. Ok. Hôm nay em lại tiếp tục muốn chơi gì nào? Anh em muốn tiếp tục chơi Among Us hay là anh em muốn chơi mini cua Minecraft? Anh em comment lên cho tôi xem thử coi. Anh em muốn tôi chơi gì? Ok, thế thì chúng ta sẽ đến với tựa game Among Us. Và chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với Among Us nha. Ok. Rồi, bây giờ thì ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua. Nhậm kiếm nữa. Thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục Among Us. Chúng ta sẽ phải tiếp tục phải thông báo rằng anh em ơi, làm ơn đừng đá xuyên tôi nhé. Lịch nha. Ok, đúng rồi, phải gọi là Tân Thanh Lịch, không được gọi là Tân Lương Lẹo. Mình là Tân Thanh Lịch. Rồi, cuộc đời của chúng ta mới vào, chúng ta lại tiếp tục đi làm dân thường, đi làm thám tử dạo nữa anh em ơi. Ôi, cuộc đời mà đi sửa máy thôi. Tất cả mọi người né xa tôi ra. Anh em thấy con của tôi đằng sau không? Con của tôi sẽ là người nhân chứng cho tôi. Ai giết tôi là con của tôi đi báo công an liền đấy. Really nigga. Ủa ơi. Ông ơi, tránh xa ra nào ông ơi. Quá nhiều người. Rén vai đái anh em ơi. Ủa mấy ông này nghi tôi. Ủa tôi nghi ông à thế à này quá nhỉ. Ủa ơi. Ủa ơi. Chúng ta cùng là gia tộc à nên là anh em đừng giết tôi như thế nhá. Tôi buồn lắm á. Chúng ta là người cùng trong gia phả mà. Người cùng trong một lỗ sinh ra mà anh em lại giết tôi là bậy rồi. Đấy, bây giờ xung quanh tôi ta. Hồi nãy ai đi theo tôi nhá? Ai đi theo tôi nhá? Từ từ. Để tôi chiêm nghiệm lại phát này, ai đi theo tôi nhá? Hồi nãy ai đi theo tôi nhá? Hồi nãy từ từ. Hồi nãy ai đi theo tôi đấy? Anh em không đá stream nha. Đề nghị anh em chơi nghiêm túc đàng hoàng không đá stream nha. Em tên là Thịnh. Ừ, anh tên là Tân. Hello Thịnh Hoài nha. Hôm nay mình đang định là mở donate cho các bạn donate cho mình. Và mình định là kêu gọi anh em để ủng hộ miền Trung. Hello team bọn mình hiện tại đang là định quyên góp trong khoảng 50 triệu hoặc là tới 150 đến 100 triệu. Và còn lại bọn mình sẽ kêu gọi các bạn. Nhưng mà hôm nay tôi vẫn chưa làm xong cái link donate anh em ạ. Đây là quên hơi fail tí. Là bây giờ chúng ta sẽ vào chơi và ngày mai chúng ta sẽ quyên góp nhé. Tôi mà chưa biết ai đâu, tôi skip đấy. Thằng đen này nãy giờ tôi đi cũng không gặp thằng đen luôn. Ok, cùng là gia tộc với nhau ông, màu xanh lá lại với tôi. Ông chơi thế này là không được rồi. Đấy, nếu có qua mini world, nếu mà like mini world thì mình sẽ like xây map Among Us các bạn ạ. Tại vì sắp tới là chúng ta sẽ có một cái map Among Us ở trong mini world anh em nhé. Và tôi sẽ cố gắng làm cho nó giống thật nhất có thể. Ủa chân ai trên bàn thế? À chân tôi đấy. Ai thôi ghi anh em nhá. Tôi chơi game tôi hay có cái tật tôi để cái chân lên như này. Hoặc là để lên như này. Ai tôi chơi tôi hay có cái tật để lên như này. Nhưng mà tôi quên mất là tôi đang livestream anh em ạ. Sorry anh em rất nhiều đã cho anh em thấy những thứ không nên thấy. À há là đầu cắt môi phải không? Bày rồi. À há là đầu cắt môi. À há là một người đẹp trai vô địch thanh lịch khắp vũ trụ nha anh em ơi. Đấy. À há đã giải quyết nhanh gọn lẹ. Ôi mấy ông ơi, đi sửa máy mấy ông ơi, 17 giây kìa. Ngồi đấy. À, ơ sửa rồi à. Ồ, nãy giờ vẫn chưa ai chết nhờ. Bây giờ chỉ mới một người chết thôi nhờ. Tôi vừa làm xong nhiệm vụ nha. Bây giờ tôi sẽ đi tôi theo dõi nha. Bây giờ tôi sẽ đi tôi làm thám tử dạo này. Uầy. Uầy, các bạn thiện lành nè. Các bạn đừng giả ngay giả ngô với mình nữa. Alo. Mìa. Thì ở trong cái phòng này ai ai cũng thiện lành cả cho đến khi gặp tôi. Tôi nghi thằng đỏ này lắm nha. Tôi nghi thằng đỏ này lắm nè. Anh em chờ đi, chân tướng nó sẽ ra thôi. Hung thủ chỉ có một mà thôi. Ôi sao anh em vót đỏ hết thế? Nếu đỏ không phải tôi sẽ vót màu cam. Nope. Rồi ok, mình vớt màu cam và màu xanh dương nhá. Tất cả anh em tản ra. Không được đứng cùng nhau. Tôi sẽ chơi như này. Hồi nãy ai vớt đỏ? Cam. Tôi vớt cam. Tôi không nói nhiều, tôi vớt cam. Tôi vớt cam nha. Tôi không nói nhiều, tôi vớt cam.
Thôi tôi sẽ bóp ông, tôi sẽ bóp ông Cam. Ông Cam này không phải bóp xanh dương. Còn lỡ mà thua thì thôi. Đấy, thấy chưa, thêm là xanh dương nữa. Mẹ, ai đã thấy tôi IQ chưa? IQ của mình cao lắm mà em yên tâm. Aha sẽ đi cứu thế giới. Úi xôi ơi, Aha bị chặn chốt rồi, công an ơi. Em là siêu anh hùng đi cứu thế giới mà công an chặn em như thế này làm sao cứu thế giới được. Em chậm trễ có người chết là tại công an nhá. Rồi bây giờ chúng ta đang đi chung với nâu xanh dương và tím mà đi chung nhiều thế. Nâu xanh dương và tím, tức là hiện tại chúng ta đang có vào đây sợ đen, vào đây sợ đen. Từ nâu đây, xanh dương và tím, thằng tím. Thằng tím. Tin tôi, tím. Tím, ok. Thằng tím. Ông chơi cái, ông lại chơi cái trò tắt đèn rồi ngô tắt tố à. Vót tím. Tím không phải vót xanh dương. Đối với tím trước, tím không phải vót xanh dương. Dạ, xong em ơi. Em sẽ nghe được. Trời, chơi nhiều quá giết mình, em sẽ lấy. Vậy đây. Ai em thấy chưa? Tôi luôn giữ cái đầu lạnh anh em hiểu không? Người nào? Vâng, chúng ta lại tiếp tục dính lời nguyền rồi. Ôi hoàng tử ơi, tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền. Suốt ngày cứ làm kêu mắt thế này thì chơi đấm đấm gì nữa anh em. Đâu rồi? Tôi sẽ tin những người trong gia tộc của tôi. Những người trong gia tộc à há không bao giờ biết nói dối mà không bao giờ. Gia tộc à há thì không biết nói dối, nhưng mà gia tộc à thì biết anh em ạ. Gia tộc à há thì không biết nói dối, nhưng mà gia tộc à thì biết anh em nhé. Ừ, anh em nhé. Gia tộc à thì biết anh em nhé. Ừ. Vâng, hôm nay chúng ta lại không có duyên để chúng ta chơi Among Us rồi anh em ơi. Ngày hôm nay Hai mày tôi nghi lắm nha. Ui gì đấy? Ông ơi, đừng đi theo tôi. Imposter nào người mà rõ ràng tôi là một người dân lương thiện. Một người chết rồi này. Phòng này mình đang làm dân, một người dân lương thiện và thánh thiện như mình không thể nào vote nhầm người được anh em hiểu không? Mình phải có chứng cứ, dẫn chứng rõ ràng. Mấy ông có canh mấy ông chém được không đấy? Tôi sẽ đi sửa điện anh em à. Rất. Ôi né ra. Đúng rồi. Có khi nào là cái ông Imposter ông chặn chốt tôi không ta? Ông chặn chốt tôi xong năm từ đích tôi lên không ta? Nghi lắm á. À cũng có thể là không. Đường thương đau. Ok. Có người đó stream mà. À các ông à, Thế A này đã stream mà, ok. Thế chẳng sao tôi sẽ kích à Thế A ra nhá. À nó đang làm mẹ một cái game rất là lớn rồi, cho đất đây hiểu không? Rồi bây giờ gia tộc à há của chúng ta lại làm dân thường rồi. Thề cái lời nguyền không bao giờ bị chấm dứt anh em hiểu không? Ủa gì đấy? Ôi, mình đang xem cam nhá, mình đang xem cam. Tại sao thằng à há này lại chết? Xác ở đâu đấy? Xác ở đâu?
đâu? Xác ở đâu? Xác ở đâu? Người anh em ở đâu? Trời ơi, hello mấy cưng. Thằng vàng tôi đảm bảo ấy, thằng vàng là một người thường. Tại vì nó đi chung với tôi từ đầu đến giờ đấy nữa. Tôi không là dân thường, tôi làm chính là dân thường. Thằng vàng là người thường. Thằng đen này nó du khống cho thằng vàng này. Chắc chắn thằng đen này nó có một cái bí mật thầm kín cái đấy, nó không muốn nói ra. No God, no God, please no. Đen này imposter chắc luôn. Ơ, thằng đen không phải imposter mà tại sao nó lại nghi dân thường là imposter nhỉ? Thằng này không được rồi, chơi như thế là lỗi rồi. Thằng này đi chung với mình đi nha. Xanh dương và màu xanh lá không? Anh em nhớ giúp tôi nhá. Anh em nhớ giúp tôi đi chung với xanh lương và xanh dương và xanh lá nhá. Xanh dương và xanh lá là dân này, hàng này chưa giúp tôi. Thằng đỏ này cũng vào này. Thằng đỏ này tôi nghi thằng đỏ này lắm. Tôi nghi thằng đỏ này lắm. Tôi nghi thằng đỏ này lắm. Có lẽ nào nó là người đã giết tất cả những người còn lại không ta? Thì nhỏ đi chung với anh. Đúng rồi, trong cuộc đời này của anh chỉ tin mọi thì nhỏ thôi. Ok. Thêm ơi, Imposter đóng cửa đó xin em. Em tôi. Ôi trời ơi, thằng Imposter nó đóng cửa thả chó kìa. Ôi trời ơi, em tôi xém tí là bị nó thả chó rồi. Trời ơi, tôi đi với thiện nhỏ bị khóa cửa nhốt. BT Nguyên cũng có. Tôi đi với hai người mà ông bảo tôi là ông đang đổ tội cho tôi đấy. Tôi sẽ bóp thằng Lan này. À há 1000, anh em biết không? À há mà không có cái số phía sau ấy là người dân. Còn à há mà có số phía sau ấy, một là imposter, còn hai là dân, số sẽ 50-50. I can't believe you've done this. I wonder how, I wonder what. Nó không là imposter, sao nó lại nghi tôi? Ôi, thằng bé. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ cụt. Ôi, em chơi thế này thì nó lại vãi nồi quá rồi. Sửa chữa từ từ. Sao vậy đây? 13122. Ok. Làm nhìn anh quay lưng bước đi. Bước bay vào mắt chỉ nơi đây đây. Chẳng. Đấy, tôi nói với mấy ông rồi, tôi ghi thành nâu này lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi chưa dám vote nó. Tại vì nó hăm dọa tôi, nó hăm dọa tôi. Tôi không muốn chung phe imposter với nó đâu. Thật ra tôi là một người dân lương thiện, tôi bị nó bắt ép. Nó bắt tôi, anh em hiểu không? Nó bắt cóc tôi, sau đó nó tra tấn tôi. Nó bảo tôi là phải đi vào một phe với nó, phải cầm dao vào phi thuyền này. Nếu không là nó sẽ giết tôi và nó sẽ tra tấn gia đình của tôi. Nhưng mà đời một thằng đàn ông mà anh em, gia đình là trên hết, anh em hiểu không? Gia đình là số 1. Bất kỳ đồng vào mình bất kỳ cái gì cũng được. Bứt lông tay, bứt lông chung, thậm chí anh em bứt lông mắt tôi cũng được. Anh em đồng bất kỳ sợi lông nào trên người tôi cũng được. Nhưng đừng đồng vào gia đình tôi. Nó đồng vào gia đình tôi nên tôi quyết định là tôi phải đi theo nó. Anh em hiểu không? Tôi không muốn làm imposter tí nào cả. Là cái thằng đấy, là cái thằng nâu đấy, nó ép tôi anh em ạ. Nó ép tôi. Nó ép tôi, thằng nâu đấy nó ép tôi. Tôi nói thật, anh em phải tin tôi nói thật. Mày đừng có quét. Mày đừng có quét.